Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của là mình. Hôm nay mình lại tiếp về vấn đề mà động vật được bảo vệ như thế nào ở bên Mỹ. Anh chị em, các bạn, hôm qua mình chia sẻ về vấn đề động vật khi cái cảnh sát nó cảm thấy cái vấn đề mà không có an toàn cho nó giết mỗi ngày khoảng 500 con á. Khi mà nó bị tấn công hay là cái ảnh hưởng đến vấn đề mà an ninh trong cái mô hình xã hội, thì hôm nay là mình chia sẻ một phần thêm để các bạn thấy rằng vấn đề mà bảo vệ động vật ở bên Mỹ như thế nào. Thì trên thống kê, để lại mình cho anh chị các bạn xem. Đây là mình cho anh chị các bạn xem, ở Mỹ theo cái thống kê thì mỗi một năm Mỹ nó có khoảng 100 triệu động vật nó phải hủy đi. Nó gọi là euthanize. Các bạn biết nó phải hủy đi, nó hủy bằng nhiều hình thức lắm. Nó cho chết bằng ga, những cái loại ga độc. Thì các bạn thấy những cái động vật này đó, thì cứ mỗi một ngày gì đó ở Mỹ có khoảng 4.000 đến 10.000 động vật bị thiêu hủy đi. Đấy, 25% những loại động vật này họ có thể được bảo vệ và bảo tồn và nuôi trở lại, được những người khác giúp để đặng mà nuôi. Nhưng mà nó vẫn phải thiêu hủy, anh chị các bạn thấy đó. Cứ 9 trong 10 những cái động vật mà những cái nơi bảo vệ động vật đó, các bạn biết là họ có thể tìm người nuôi, nhưng mà nó vẫn không có cái người nào để rằng mà đứng ra lo, cho nên nó phải thiêu hủy. Về cái ngành, về cái thương trường mà động vật ở Mỹ, các bạn biết cái thương trường này nó tới 1.5 tỷ đô hàng năm. Trong đó cái bên cái ngành mà để thiêu hủy đó, nó đòi hỏi có giấy pháp nhân. Thì các bạn thấy ở Mỹ vấn đề mà động vật, cái chuyện mà nó thiêu hủy là chuyện bình thường. Khi mà những cái con chó đó, hay con mèo, nhất là chó với mèo của Mỹ này đó, anh chị các bạn biết, khi mà những cái nơi mà họ nuôi mà họ không có ai mà chăm sóc hay là mà bảo vệ những con đó, tại vì nó tốn kém, tốn tiền dữ lắm, và luật pháp ở bên Mỹ nữa rất là phiền phức. Thì các bạn biết cái tụi mà nó bảo vệ động vật đó, nó đem về trong vòng 48 đến 72 giờ đồng hồ. Nếu không có ai mà tìm được, nó không tìm được người để adopt, để kiếm người để đặng mà giúp nuôi đó, những con thú vật, động vật đó, thì bắt buộc nó phải thiêu hủy. Cái đó là chuyện bình thường, ngay cả ở xã hội văn minh, khi con vật nó không có cái người đứng ra bảo trợ hay là lo cho nó, hay là nó sản xuất, nó sanh đẻ một cách tự do quá nhiều, nó ảnh hưởng tới vấn đề mà cuộc sống hàng ngày, trật tự an ninh đồ, ngay cả khi nó bệnh hoạn cũng vậy các bạn. Nó có những cái bị bệnh hoạn của nó mà nó gây nguy hiểm cho tới con người đó, thì nó cũng phải thiêu hủy. Các bạn thấy đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà cái đám súc vật chống cộng cực đoan ở hải ngoại, các bạn thấy, và những cái truyền thông của tụi nó lợi dụng những cái sự mà sự cố, những cái sự việc xảy ra trong nước để đặng mà nó tuyên truyền rất là xảo trá và bịp bợm. Gần đây thì tôi vào trong những cái cộng đồng, những cái đấu trường chống cộng của tụi nó, thì chàng ơi, nó gào khóc lên, nó giống như là cha mẹ nó chết rồi, bây giờ nó rào, nó khóc lên cho 15 con chó ở Việt Nam. Nhất là trong cái vấn đề mà
bệnh dịch COVID hiện nay khoa học người ta cũng đã chứng minh là chó, mèo nó vẫn bị nhiễm COVID chứ không phải là không nha các bạn. Cái con COVID này nó lây qua động vật như là chó, mèo và nó cũng có thể lây qua người. Thì ở Việt Nam người ta thiêu hủy trong cái vấn đề mà cách ly ở Việt Nam, khi mà một số người họ họ thiếu ý thức, họ cõng cả 15 con chó đi về Cà Mau trong một cái khu cách ly, thì anh chị các bạn thấy rất là nhiều người và cuộc sống và con nít, người già, trẻ con trong đó, vấn đề trật tự thì an ninh và cái mạng sống của sinh mạng của con người rất là quan trọng. Thì những con vật đó nó phải hy sinh để bảo vệ cái sự đời sống, sức khỏe của người dân. Đó là một cái chuyện mô hình xã hội bình thường. Mà tôi thấy cái đám súc nô, sọc nô ở trên mạng, chàng đất ơi, nó khóc. Nó khóc. Mấy ngày hôm nay nó khóc một cách thấy mà ớn cho đầu. Các bạn thấy đó, ở những cái quốc gia phát triển như Mỹ, nó khi mà nó cần thiết thì nó đem nó thiêu hủy những cái động vật, thú cưng hay là bất cứ những con thú nào, động vật nào mà khi nó làm ảnh hưởng tới mưu sinh và cuộc sống hàng ngày, thì cái sự thiêu hủy nó mỗi một năm thì 100 triệu, 100 triệu con chứ không phải là ít đâu. Các bạn thấy nó tốn kém khủng khiếp lắm. Thành ra ở những cái quốc gia phát triển đó, những cái chuyện như vậy nó là bình thường, anh chị các bạn thấy đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì chàng ơi, cái đám chống cộng ô hợp thổ tả ở hải ngoại, nó nhìn về Việt Nam thì nó kiếm đủ cách đủ kiểu để đặng mà nó chống phá, nó xuyên tạc một số những người dân trong nước, họ không hiểu, họ gây ra sự bức xúc, thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Chính vì vậy mà Lợi Minh cũng như anh chị em các bạn lên trên này, chúng ta tìm cách để đặng mà giải thích đó, cho những người mà họ không cập nhật được những cái thông tin để họ hiểu được, họ không có bị những cái tụi mà chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, mấy cái đám dòi bò đó nó đẩy người ta đi vào trong những cái lao lý tù đài, các bạn thấy không? Nó không có đáng gì hết. Trong khi đó cái chuyện 15 con chó đó, nó ra cơ quan chức năng người ta thiêu hủy nó để bảo vệ cho cái sức khỏe của những người dân đang, người dân phải cách ly hàng chục ngàn, mấy chục ngàn người ở những cái khu cách ly, các bạn thấy rất là chật vật. Không lẽ người ta còn phải chăm sóc 15 con chó nữa, thì các bạn nghĩ đi, trong những cái khó khăn của đất nước, sinh mạng con người nó vẫn quan trọng hơn là con súc vật. Nhưng mà cái đám súc nô chống cộng ở hải ngoại thì tụi nó, tôi nói anh chị các bạn biết, nó lại ví nó ngang hàng với con súc vật, mà tôi thấy là tụi nó còn thua con súc vật. Bởi vì những cái chuyện như vậy mà nó cũng xuyên tạc, nó chống phá được, thì tôi nói cái đám này nó hết thuốc cứu chữa rồi. Mà cũng gần đây nha anh chị các bạn, cái tụi chống cộng ở hải ngoại tụi nó rất là điếm đàng cái cách của nó chống đó. Các bạn thấy nó lên mạng, nó hay giả nó là người trong nước à, nhưng mà thật sự mấy thằng này nó nằm ở hải ngoại anh chị các bạn đó. Có nhiều thằng mình vào mình thấy nó kết bạn với một số anh chị các bạn, nó làm gì nó là yêu nước nha, nhưng mà vào trong Facebook của nó rồi, lục Facebook của nó ra rồi, chen đã rồi, nó chống ghê gớm luôn. Nhiều cái nick, nhiều cái tên của tụi nó thấy ớn chưa đọc. Thành ra anh chị các bạn cẩn thận ở trên này, tôi nói một điều, ở trên cái không gian mạng này cái tụi chống cộng nó ghê lắm, cái sự xảo trá bị bợm của tụi nó lừa cha chú của nó còn lừa. Mà tôi nói anh chị các bạn biết, ở hải ngoại này nó còn dám giả nó là phó đô đốc hạm đội 7, hạm đội ở Đông Nam Á, mà các bạn thấy khủng khiếp không? Như vậy mà mấy ông chế độ cũ ngồi đó tin góp góp, mừng mừng chảy nước mắt luôn, mừng vỗ tay ầm 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 luôn đấy, cuối cùng té ngửa ra, thằng nhỏ lừa mấy ông già, các bạn thấy khủng khiếp lắm.
mấy cái tụi chống cộng ở bên Cali, ở bên mấy cái tiểu bang mà mấy cái vùng mà tụi nó sống chung đụng với nhau, nó lừa đảo đủ kiểu đủ cách, tránh xa cái lũ đó. Tôi nói thật đi, tránh xa mấy cái đám đó, nó không có đem gì đến cho mình học hỏi hiểu biết gì cả. Tụi nó còn là toàn là một cái lũ ô hợp thôi. Có 15 con chó mà tôi thấy từ đài BBC rồi mấy cái thằng thằng như như là thằng Benny Chương rồi Tân Thái rồi mấy cái diễn đàn của tụi nó, chàng ơi nó khóc giống như là ông già nó chết hay cái gì, hay là ông cố nội nó mới từ trần hay cái gì đó, nó làm thì ghê lắm. Mà trong khi đó các bạn thấy ở một cái đất nước Mỹ về vấn đề mà động vật, nó có đâu qua đó, nó có luật lệ đâu qua đó, chứ không có kiểu giống như Việt Nam rồi khi mà người ta thấy nó không an toàn người ta đem quỷ nó thì bắt đầu nhốn nháo ồn ào lên lôi nhôi lóc nhóc giống như có con dồi vậy. Trong khi đó những cái quốc gia mà như Mỹ tụi nó đang sống, các bạn thấy nó giết một năm vậy 100 triệu động vật, trong đó chó mèo là đứng đầu đấy, những cái thú cưng ở bên Mỹ. Nhiều khi các bạn biết những con chó của những người thú cưng của những gia đình chó mèo mà người ta thương yêu nó, người ta nuôi nấng nó như là một cái thành viên trong gia đình của họ, nhưng mà khi nó đi lạc mà không có chủ, trong thời gian mà ta không được tìm được chủ chủ của nó đó, người ta cũng phải bắt buộc đem đi hủy nó, tại vì vấn đề tốn kém của những nơi mà họ bảo vệ động vật, họ họ đâu có chịu giữ ở đó hoài đâu. Các bạn biết nghĩ đi, họ cần phải nhân viên một cái cơ sở rất là lớn, để bữa nào tôi rảnh tôi đi xuống mấy cái chỗ mà cái cơ sở mà nó bảo vệ động vật đó, nó giữ động vật để cho các bạn thấy nó bỏ trong mấy cái lồng rồi trong vòng 48 72 tiếng đồng hồ nó tìm chủ không được, hay là không có ai mà nhận về nuôi đó, là nó đem đi thiêu hủy hết. Cái cách thiêu hủy của nó bằng nhiều hình thức dã man lắm chứ không phải đâu, nó gọi là dùng cái những cái gas, những cái chất độc đủ kiểu đủ cách để đặng mà nó cho con chó hay con mèo đó chết, mà làm sao mà nó đỡ tốn kém nữa, nhiều hình thức lắm. Nhưng mà bên cái ngành động vật ở bên Mỹ, cái kinh doanh của nó mỗi một năm là 1,5 tỷ đô, khủng khiếp không? Chứ đâu phải là ít đâu. Nó luôn, và bên mà bảo tồn và bảo vệ động vật và ngay cả bên vấn đề mà người ta thiêu hủy vậy, nó tốn kém cực kỳ. Cho nên cái mô hình xã hội Mỹ các bạn biết nó muôn hình muôn vẻ muôn màu muôn mặt, mà cái lũ sọc nô của cái đám chống cộng ô hợp tụi nó đâu có dám chấp nhận đâu anh chị các bạn. Nó cứ nhìn về quê hương đây, nó kích động người dân chỉ vì 15 con chó mà nó tìm đủ mọi cách. Các bạn lên mạng xem rồi nó Photoshop rồi nó vẽ hình tầm bậy tầm bạ đúng kiểu đúng cách. Thôi thì lại mình like tới đây đi, chia sẻ để anh chị các bạn thấy về vấn đề mà bảo tồn thực vật động vật ở bên Mỹ như thế nào. Nó là một con số rất là lớn chứ không phải là ít, 100 triệu con động vật, chó mèo, trong đó là chó mèo chiếm hàng rất là đông. Các bạn thấy nó phải hủy đi, thì cái đám sọc nô, cái đám chống cộng xuyên tạc đất nước nó có dám đụng vô đâu. Tôi nói anh chị các bạn, luật pháp Mỹ đụng tới là chết, tụi nó có dám đâu. Mà khi khi nó nhìn về Việt Nam là nó chống phá đủ kiểu đủ cách. Cái lũ ô hợp. Thôi là mình xin chào anh chị các bạn lần nữa nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.